Ủa, muội muội. Tỷ tỷ. Tỷ đâu vậy? Tỷ tỷ đi dạo. Muội làm gì đây? Muội hả? Muội đang ngắm cảnh. Ngắm cảnh nè. Hôm nay á, muội có chuyện rất là vui. Cái chuyện gì mà hôm nay muội vui quá vậy? Muội đang có hẹn với hoàng thượng đó. Hẹn với hoàng thượng á hả? Đúng rồi. Ủa, sao nhìn hôm nay thấy tỷ có vẻ không được khỏe đó. Tỷ hả? Ừ. Hôm nay tỷ hơi mệt. Ủa, mà tỷ ăn sáng chưa? Tỷ vừa ăn xong đó muội. Ờ, tỷ ăn gì vậy? Tỷ ăn bún mắm. Ừ, hèn chi. Hèn chi, miệng tỷ thúi quá kìa. Muội thật là hỗn láo. Dám nói tỷ như vậy hả? Thôi muội giỡn thôi, xin lỗi tỷ nha. Ồ, hôm nay muội rất là vui luôn. Mà muội có môi son đẹp quá ha. Hôm nay đi hẹn hoàng thượng có khác ha. Vui ha. Là do muội có bí kíp đó. Tỷ không biết hả? Đâu, đưa tỷ xem coi. Ôi, nhìn đây. Đây là bí kíp của muội nha. Cái này là hoàng thượng tặng cho muội đó. Cái này là đồ cống nạp á, đắt tiền lắm á, không phải ai cũng được tặng đâu. Tỷ không có đúng không? Tỷ làm gì có. Đâu, đưa tỷ xem coi. Thấy, trả cho muội. Cái này hả? Cái đó của muội mà, hoàng thượng tặng muội đó. Bây giờ tỷ có trả cho muội không? Cái này bây giờ sẽ là của tỷ. Đừng có mơ. Tỷ là đồ ăn cướp. Hoàng thượng. Ủa sao nàng khóc? Tỷ cướp mất son của thiếp rồi. Không sao hết, chấm có rất là nhiều son. Chấm sẽ cho nàng cỏ son khác nha. Thiệt hả? Thiệt. Nhưng mà hoàng thượng phải đòi lại công bằng cho thiếp đó nha. Tỷ thiệt là đáng nhé. Được rồi, không sao hết. Thôi bây giờ ta sẽ mời nàng đi ăn miếng tiệc đi. Cho nàng vui ha. Thật hả? Bây giờ nàng ngồi đây đi, ta sẽ kêu nô tỳ dọn miếng tiệc lên cho nàng đỡ buồn nha. Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, đây là bàn tiệc mà hoàng thượng đã thưởng cho chị nè. Mất một cây sao mà lời quá. Bây giờ chị sẽ chỉ từng món cho chúng ta cùng xem nha. Đầu tiên là món mì udon xào hải sản. Tiếp theo là sushi cá hồi phô mai. Đây là sushi trứng cá bay. Sushi trứng cá bay vị wasabi. Sushi trứng cá đen. Bên này là sushi tôm temuri. Bên này là sushi bơ. Còn cuối cùng là cơm cuộn. À quên, chỉ còn 2 ly nước nữa nha. Đầu tiên là 1 ly matcha. Thứ hai là 1 ly trà đào đặc biệt. Nào, chúng ta cùng ăn thôi. Vì là chị cà chua không ăn được cay cho nên là chị sẽ bỏ miếng cay ra đây. Rát thêm một tít nước tương vào đây. Món nào cũng rất là thơm. Chị ăn con tôm trước đi. Chấm một miếng nước tương.
tôm chiên xù ngon quá à. Tôm rất là tươi và thơm. Tiếp theo là một miếng sushi cá hồi phô mai. Vị cá hồi hoàn quyện với vị phô mai béo ngậy rất là ngon. Chị uống thử trà matcha thử xem. Wow, vị matcha rất là đậm đà. Tiếp theo sẽ ăn gì đây ta? Ăn trứng cá đen đi. Cái này chị có thể dùng tay được, phía ngoài này bọc rong biển. Trứng cá đen này rất là giòn, chị ăn nghe rộp 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 luôn, các em nghe không? Lúc mà chị ăn trứng cá đen này nè, chị cứ sợ nó bị tanh, nhưng thực ra nó không tanh đâu các em ạ. Nó rất là thơm, chị cắn từng hạt trứng thì nghe nó hơi mặn mặn một tí, hòa quyện với cơm và rong biển ăn rất là ngon. Ba món chị cà chua vừa thử qua chị cảm thấy rất là ngon. Và chị tin rằng những món còn lại cũng sẽ rất là ngon. Bây giờ chị sẽ tạm thời để qua đây và ăn thử mì udon xào hải sản thêm có ngon nhé. Mì udon xào hải sản này thì chúng ta có tôm, mực, và cả thịt heo. À không phải, đây là cá hồi các em ạ. Mì udon xào hải sản này thực sự rất là ngon luôn các em ạ. Chị mới thử miếng đầu tiên mà chị cảm nhận là sợi mì vừa mềm vừa dai, cá hồi thì rất là béo, còn vị thì rất là vừa ăn luôn, không quá mặn cũng không quá nhạt. Nói chung là vị rất là đặc trưng của mì xào hải sản đó. Ý quên, nãy giờ mãi ăn mà quên giới thiệu, chị Cà Chua đang ở quán Quy Sushi and Tea ở đường Hoàng Diệu, ở quận Thủ Đức đó các em. Ăn tiếp thôi. Ồ, Hoàng Thượng đi đâu vậy? Anh được ăn với. Hoàng Thượng muốn ăn nữa hả? Có chứ. Ôi tưởng Hoàng Thượng hả? Không ăn chứ. Ném tí ăn hết của Hoàng Thượng luôn nè.
Ủa, mười mười, lại gặp mười nữa rồi. Tỷ thật là đáng ghét. Tỷ dám cướp son của mụi hả? Nhưng mà không sao, tụi không có biết gì hết trơn á. Hoàng thượng mới tặng cho mụi một bàn yến tiệc bằng sushi và trà sữa rất là ngon luôn, mụi ăn no căng luôn. Mụi không thèm cây son của tỷ nữa. Hoàng thượng đã tặng cho mụi một cây nữa rồi. Cây này á, tỷ không có biết đâu, màu nó còn đẹp hơn là cái cây mà tỷ cướp của mụi á. Đồ đáng ghét. Còn đây, nhìn đi, thấy gì không? Đây là phấn má hồng đó. Cái này là màu thượng hạng đó nha, không phải ai cũng có đâu, đặc biệt là tỷ, tỷ sẽ không bao giờ có. Mụi coi chừng ta đó.